Rồi xin chào anh em ha. Em nên lên cho anh em 17 cây cắt cỏ nha anh em. Cưa hôm nay là không kịp. Gồm 16 cây cần và một cây bolo đeo lưng ha. Hôm nay đủ loại cho anh em nè, có Mitsu nè, Mitsubishi tên là 261 nè, Echo, Komatsu, TD33, máy đeo lưng, Makita, Ryobi. Ha, hàng trên thì có Echo Colo ăn cỏ nè, và giá hôm nay rẻ nhất là 1,2 triệu anh em, một cặp hai con luôn, 1,2 triệu không ha. Anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo nha anh em. Kênh YouTube của em là Cửa Hàng Mai Giang Tèo ha. Hình thức mua bán anh em á, khi mà anh em đặt hàng thì sẽ được là miễn phí ship nha. Anh em không cần phải đặt cọc trước và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Hàng tới nơi là anh em có quyền được kiểm tra, thử máy, test nổ ok hết thì anh em mới cho tiền ha. Hôm nay em lên cho anh em cái lô chữ K, thì anh em chốt máy thì nhớ ký tự máy giùm em, để khi mà chốt hàng thì nó cái mã thôi, là em nhìn theo cái mã em chốt đơn cho mình nó dễ nha anh em. Địa chỉ cửa hàng của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thì những anh em nào mà lần đầu tiên mà xem clip á, nhớ cho em một cái nút đăng ký kênh và kèm theo đó là bật cái chuông thông báo ha, để khi mà em lên clip hàng ngày thì anh em sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất cho mình. Rồi, em vô con đầu tiên là con K1 nha anh em. Cho Kiwit Gen ha. Con này thì tình trạng là nguyên zin nguyên bản hết nha anh em. Chỉ cái bình xăng lớn là thay mới thôi. Con này thì phù hợp cho anh em mình dùng gia đình nha. Tiết kiệm xăng nè, mà giật thì rất là nhạy nổ luôn. Nòng con này 30 ly 20cc. Nếu mà anh em dùng gia đình thì có thể cắt bằng dây xích luôn nha anh em, dây cước cũng được nữa. Tum là tum nhôm ha. Rồi con này dùng e máy cưa nha. Anh em kéo lên nó là đóng e nè, anh em đẩy xuống là mở e. Rồi công tắc máy nằm đây. Tay lái chắn cỏ đầu bộ là zin nguyên bản cho mình hết luôn anh em. Con này thì chỉ có cái bình xăng lớn là thay mới thôi, còn lại là nguyên zin cho anh em hết. K1 giá 1,2 triệu. K2. Kawasaki ha, con này TG18 anh em, nòng 30 ly 20cc nha. Đặc biệt con này là tum gời tum nhôm là anh em có thể tháo gời đầu máy được nè. Bình chạng máy là cũng là lốc máy là zin hết luôn, bình xăng lớn zin. Chỉ có cái bình xăng con là đã hai kim mới nha anh em. Do bình xăng con zin của nó là giật rất là chậm nổ, cho nên là hai bình xăng con hai kim mới đang cho nó nhảy nổ nha. Đây, tum gời là anh em chỉ việc tháo gời bốn ốc này ra là có thể lấy cái đầu máy ra được nha. Tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. Về với việc xăng pha nhớ kêu là dùng thôi. Cái này thì anh em dùng gia đình rất là ok luôn ha, tiết kiệm xăng cực kỳ luôn. K2 giá 1,2 triệu. K3. Shinawa 2201 ha, nòng 32 ly. Con này 22cc anh em. Con này bu ghi đứng nha. Tình trạng con này là nguyên zin nha anh em. Chỉ có cái bình xăng con là đã thay 2 kim 260 mới nha. Còn lại là lốc máy nè, bình xăng lớn là zin nè. Con này thì chạy rất là bền luôn anh em, cực kỳ bền luôn. Dòng Shinawa này á, cực khỏi gọi là châu bò luôn đó. Tum là tum liền, tum nhựa anh em. 2201 đây ha. Rồi, công tắc máy em đây, công tắc ấn nè. Anh em việc ấn vô là tắt thôi. Tay lái đầu bò đầy đủ hết luôn nha anh em, bu ghi đứng nha, cho nên rất là khỏe và dòng Shinawa này rất là bền. K3 giá 1,3 triệu. K4. Tiếng máy rất khỏe luôn.
luôn ha anh em, chạy không bị sững ha. Nồng 32 ly, con này nó 22cc anh em. Echo Qubit nè, dòng này dòng cũng loan cỏ anh em, nhưng mà con này 22cc ha. Giá con này 1.4 triệu thôi. Con này chụp giật là Yang Ma nè, nhưng mà dòng này dòng Echo Qubit đó anh em. Bình xăng lớn zin ha, còn lại bình xăng con thì 2 kim 260 mới nè. Do cái này là sản xuất đời đầu hay gọi là đời cổ á, cho nên là bình chế zin nó chạy giật rất là chậm nổ anh em. Bởi vì bây giờ thay đều là thay bình xăng con 2 kim mới hết, đang cho nó giật nhảy nổ hơn và xăng nó qua sẽ ngọt hơn ha. Con này là tum gời tum nhôm luôn nha anh em. Đây, tên máy đây ha, 22cc, 32 ly. Rồi, công tắc máy nằm đây. Tay lái trắng cỏ đầu bò là nguyên zin nguyên bản hết luôn anh em. Con này áo nhôm cho nên em cứ yên tâm mà dùng ha. K4 giá 1.400.000. K5. Tiếng như xì bo nghe anh em ha, bạch gì đó. K5 là con FS 76 nha, Estin nè, nồng 33 ly, con này khoảng 25cc nha anh em. Con này cái đời này đời lạ anh em. Nói chung là FS 76 này hồi giờ em chưa gặp luôn, mới lần đầu tiên về luôn nha. Nhưng mà con này 25cc thôi, 33 ly, tưởng đồ sắt lớn mà về nó cũng vừa dùng gia đình thôi. Rất là tiết kiệm xăng luôn nha anh em ha, lợi xăng cực kỳ luôn, mà con này là nguyên zin nguyên bản hết luôn nè. À, lợi xăng và các đồ bền bỉ luôn nha anh em. Tình trạng máy là nguyên zin nguyên bản hết cho mình luôn. Bơm xăng phụ nằm đây ha. Đây, bơm xăng nè. Đó, con này là tum liền nha anh em, tum theo máy nè. Con này thì anh em lưu ý giùm em nha, cái chỗ này nó bị cắn cái này chút xíu nha nè. Đây, nó bị nứt chỗ này nè, anh em lưu ý bên cái phần ốc bu lửa đó ha. Thì cái tình trạng máy có sao em like vậy cho em chỉ nè, em nói cho anh em biết đường để cho anh em chốt hàng này kia cho dễ. Công tắc thì nằm trên cùm ha, ga là ga giữ nha. Lắp đầu bò zin hết nha em, con này là nguyên zin nguyên bản nha, có cắn nhẹ đây xíu nha em, lưu ý giùm em ha. K5 giá 1.450.000. K6. Con Genos Komatsu BC2003 ha. Con này thì nồng 32 ly, 23cc, chụp giật trợ lực nha anh em. Theo lò sóng nha, áo màu đỏ rất là đẹp luôn. Đỏ mà nó tươi luôn á anh em. Chưa có miếng chỗ nào gọi là bị gọi là nám khói luôn á anh em. Ha, rất là đẹp. Bình xăng lớn trắng tươi luôn ha. Đây, quá đẹp luôn. Bình xăng con là ga ngang quanh gồ. Tum là tum liền, tum nhựa theo máy luôn nha anh em. Ga giữ ha. Công tắc trên tay. Láp đầu bò zin anh em, con này quá đẹp luôn ha. Bô trắng tươi luôn. Chân cái thùng để bảo vệ bình xăng lớn còn rất là dày luôn ha. Con này xăng nhớt luôn khoảng 4,5 kg anh em, rất là nhẹ. K6 giá 1.500.000. K7. Là con Maguyama MB2460, nồng 33 ly, con này 24cc anh em. Chụp giật cũng trợ lực luôn ha, trợ lực theo kiểu lò sóng nha. Bình xăng lớn zin, bình xăng con cũng zin nguyên bản luôn nha anh em. Mà anh em lưu ý giùm em bên cái phần ốc bu lửa nên bị cắn hết găng nha. Đây ha, anh em lưu ý giùm em cái chỗ này nha. Thì cái này nó cái vỏ bề ngoài thì nó không ảnh hưởng gì tới máy, nhưng mà có sao hiểm lại vậy cho anh em ha. Tum là tum liền, tum nhựa nha anh em. Đây, công tắc máy nằm đây ha. Còn ốp eo luôn nha anh em, rất là mềm luôn nè. Tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ hết luôn nha. K7 giá 1.500.000. K8.
A8 là con Echo kêu quýt mỏ chuột ha anh em. Con này Echo 253 đó. Thì dòng này em hay nói với anh em là khủng long ăn cỏ đó. Này đích thực là khủng long ăn cỏ luôn nè. 25cc nè, 32 ly. Dòng này thì anh em nào cắt cỏ thuê, cỏ mướn nè, hoặc là cắt cỏ cho bò ăn này kia, hoặc là mua thêm cái tu hít để bơm nước rất là khỏe nè. Dòng này chạy bao khỏe cho mình luôn. Con này thì mình sang con 2 kim 260 mới anh em, còn lại là zin nguyên bản hết cho mình nè. Tum là tum gời tum nhôm luôn. Đây ha. Đây 253 anh em, 32 ly, 25cc. Số xe ghi là 016459 ha. Tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. K8 giá 1.500.000. K9. Chính là cái con Giobi nha anh em ha. Giobi nồng 34 ly, con này 26cc này. Hồi nãy là do e nó mở chưa có hết anh em, nó còn miếng nè, cho nên là tiếng máy nó chạy chưa có hết cỡ của nó ha. Nồng 34 ly, 26cc, chụp giật trợ lực ha. Dòng này bu ghi đứng nha anh em, bình xăng lớn zin, bình xăng con cũng zin nguyên bản theo máy nè, cho nên rất là tiết kiệm xăng luôn nha. Tum là tum liền tum nhựa, với lại một cái đặc biệt của con này là cái bô cách âm nha anh em, bởi vì anh em nghe tiếng máy nó rất là nhỏ luôn. Trắng cỏ đầu bò là zin nguyên bản theo máy hết luôn nè. Con này là zin hết cho anh em 100%. Ở dưới nó có hai cục thun bảo vệ bình xăng lớn nha anh em, giống như con Magu vậy đó. K9 giá 1.600.000. K10. Con Giobi ha, con này nồng 34 ly, 26cc anh em, chụp giật trợ lực ha. Dòng này dòng bu ghi đứng luôn nha anh em, giống như con K9 bên đây nè. Nhưng mà con này là dòng Giobi Dương Tiễn anh em, dòng mấy cái bồ giống như mấy cái chụp phía trước này nè, giống như mấy con mắt Dương Tiễn vậy đó. Bồ thì nó còn nước sơn màu đen luôn anh em, chưa bị cháy luôn nè. Còn rất là mới luôn nha. Đây, anh em thấy là cái bồ nó còn nguyên cái nước sơn màu đen nguyên si luôn. Ha, 34 ly, 26cc. Con này tình trạng cũng là nguyên zin nguyên bản cho anh em hết luôn nha. Con này thì là kiểu như ná màu vàng nhưng mà nó cái màu trắng nó nhiều hơn anh em, cho nên là nhìn con máy nó sáng hơn á. Này ha, anh em thấy nè. Màu vàng sáng anh em, vàng tươi đó ha. Rồi, công tắc máy làm đây. Tay lái trắng cỏ đầu bò là nguyên zin nguyên bản theo máy hết cho mình luôn nha. Con này là nguyên zin nguyên bản hết luôn. Bô thì nước sơn nó còn màu đen luôn. Con này còn rất là mới luôn nha anh em. K10 giá 1.600.000. K11. K11 là con Makita MM2003 ha. Nằm con này 32 ly, 23cc anh em, chụp giật trợ lực nè. Con này là con thứ 3 mà nó lên với anh em nè, cùng một đời một Makita luôn nè ha. Bô là còn cái màu vàng luôn anh em, quá đẹp luôn nè, bóng lưỡng luôn. Tum là tum liền tum nhựa ha. Chữ Makita là nó dập nổi cho mình luôn. Anh em gọi cho anh em thấy cộm, cái đời đời cao nha anh em. Ga là ga hai chế độ ha, vừa bóp nè. Này anh em kéo buông ga trọng nó trả về nè. Anh em kéo này vô thành ga giữ. Công tắc trên tay, trắng cỏ đầu bò zin nguyên bản theo máy hết luôn nha anh em. K11 giá 1.600.000 ha. K12. K12 là
con Echo Kiwit 26 anh em, nồng 34 ly 26cc, đặc biệt chụp giật trợ lực đời mới anh em, nhỏ gọn rất là đẹp luôn mà giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn ha. Bình xăng con hai kim Wango zin của Nhật luôn nha anh em, cực kỳ lợi xăng luôn, bình xăng lớn zin luôn ha. Con này tum nhôm luôn nha anh em, đây con này là 261 ha, SGE 261 nè, đời cực cao nha, công tắc máy nằm đây ha, tay lái trắng cỏ, đầu bò zin nguyên bản theo máy nha anh em. Echo Kiwit là dòng máy cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. K12 giá 1.900.000. K13 13 là con Genos Komatsu TK2006, nồng 34 ly 26cc, dòng Komatsu đó nha anh em. Con này là tình trạng là nguyên zin nguyên bản hết nè, áo màu đỏ quá đẹp luôn ha. Tum là tum gời, tum 260 luôn nha anh em, quá vip luôn nha. Con này là anh em có thể tháo gời đầu máy được nha. Dòng Komatsu mà tum gời rất là hiếm nha anh em, ít lắm, thường là về khoảng mười mấy cây mới có được cây. Cái lắp của này cũng rất là đặc biệt luôn nha anh em. Lắp nó có phản sùi nè, sơn nước sơn tĩnh điện luôn. Nó có sùi nè. Nguyên zin luôn anh em, lần đầu tiên mà em thấy được cái lắp này luôn. Ha, quá độc lạ luôn nha anh em. Nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho mình nha. Tay lái trắng cỏ, đầu bò zin anh em. Con này quá vip luôn anh em ơi. Bồ trắng tươi luôn ha, tháo gờ đầu máy được là thấy thích rồi đó, hay phái rồi đó. Ha. K13 giá 2 triệu chẳng nha. K14 14 là con Echo Kiwit 265 nha anh em. Còn con nãy là 261 đó. 265 thì số 5 lớn số 1 cho nên là đời số 5 này sẽ cao hơn đời số 1 nha anh em. Giống như nó heo cấp bậc vậy đó ha. Này là chụp giật trợ lực lớn có giới thiệu luôn nha anh em. Cho nên là giá sẽ bắt hơn kia 100.000 nè. Đó là do nó hơn ở số 5 với số 1 đó nha anh em. Đời cái thằng đời số 5 là cái đời sau này nữa, nó mới hơn, nó cao hơn nữa. Bình xăng con zin nguyên bản nè. Bình xăng lớn zin, họng đổ xăng là quay lên cho mình luôn nha. Tum là tum nhôm anh em, màu đỏ, nước sơn là nguyên si luôn nha. Chưa bong chóc luôn, quá đẹp luôn nha anh em. Vip cực kỳ luôn ha. Đây, 265 ha, số xe ghi là 5504468 nha anh em. Made in Nhật Bản luôn nè. Quá vip luôn. Con này tay đơn nha anh em. Anh em muốn đổi hay tay đôi thì em sẽ đổi cho anh em miễn phí luôn ha. Lắp đầu bò đầy đủ luôn nha anh em. Máy là nguyên zin nguyên bản, áo quá đẹp luôn, bóng lưỡng luôn nha. K14 giá 2 triệu ha. K15 Mitsubishi tên là 261 ha, nồng 34 ly 26cc. 261 nó khác 26 ở chỗ là 261 nó có trợ lực nha anh em. Nè, chụp giật trợ lực nè. Con này đặc biệt là bình xăng con hai kim và dùng e là e tay đỏ tự động nha anh em. Đóng e nè, anh em lên ra. E sẽ tự động chạy nó mới mở cho mình luôn. Ha, anh em không cần phải mở, anh em chỉ việc đóng thôi. Lên ra là nó nhảy về cho mình. Cực kỳ hay luôn nha. Lốc là có dập mắt in cho băng cho mình luôn. Đây ha. Đặc biệt tum gời tum nhôm luôn nha anh em, có thể tháo gời đầu máy được nè, công tắc máy nằm đây luôn. Đây mô đem máy đây ha, tên là 261, số xe ghi là 138261 nha anh em. Con máy là 261 mà cái số xe ghi cũng có 261 luôn. Đặc biệt dùng ga hai chế độ, anh em kéo cái này nè là nó như ga bóp, anh em kéo thằng này vô thì thằng này sẽ thành ga giữ, là kéo tới đâu nằm tới đó. Trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em ha. Có cái bình xăng lớn thay mới nha anh em, lưu ý giùm em nha. Còn đây là nguyên zin cho anh em hết. K15 giá 2.500.000. K16 dạ rồi anh em
thông cảm giùm em ha, do cái con này hiện tại đang bị ngập xăng quá rồi, cho nên là xăng nó cứ chảy suốt hoài, anh em vô bình xăng con nó đốt không hết á, thì tình trạng đang bị ngập xăng ha. Thì anh em nào ưng con này thì inbox dùng kính riêng cho em qua Zalo nha, em sẽ test nổ con này lại sau khi mà em vệ sinh bình xăng con lại nha em. Thì con này là ok hết luôn rồi đó, chỉ có vệ sinh bình xăng con lại cho xăng nó qua cái nữa là ok ha. Rồi anh em nào ưng thì inbox dùng kính qua Zalo cho em nha. K16 giá 2 triệu anh em, TD33 37 ly 33cc. Con này thì bữa giờ anh em hỏi mua đang gắn xe đất nè. Ha, thì con này chạy xe đất rất là ok nha anh em. Cuối cùng K17. K17 là con Echo Kiwit dòng máy ba lô đau lưng nha anh em, nòng 34 ly 26cc, chập giật trợ lực nè anh em, đời mới nè, nhỏ gọn ha, đẹp cực kỳ luôn. Bình xăng này chứa khoảng 1 lít nha, bình xăng con zin nguyên bản nè, đặc biệt là tum gời tum nhôm cho anh em mình luôn. Đây Echo 260 ha, GME 260. Rồi số seri máy là bên hông đây nha anh em, số seri là 55003186 ha, made in Japan đầy đủ. Đây anh em tháo bốn ốc này ra thành tum gời cho mình luôn anh em, là có thể tháo gời đầu máy được nè. Ốp lưng dây đeo còn nguyên si luôn anh em, nguyên bản là còn rất là dày luôn ha. Con này đặc biệt ở chỗ á, trên cái tay của nó là nó có cái chỗ để cho anh em gác cái chùi chỏ nè, gọi là cái cù chỏ nè, cái khuỷu tay đó gác đây nè, để cho khi mà anh em có cắt á thì anh em để này nè, lên ga kia nó không mỏi nha anh em. Thấy chứ cái này nhỏ nhỏ chứ nó rất là hay luôn ha, trắng cỏ đầu bò đầy đủ nguyên zin nguyên bản hết luôn ha. K17 giá 2 triệu chẵn nha. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em. Chào tất cả anh em nha.